thật là cuộc sống nhà nông sẽ đến xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Anh Tăng Hiền sẽ giúp các phóng viên bà Nợ khám phá cuộc sống của những người mưu sinh trên bãi biển Trần Đề bằng chiếc mông vô cùng độc đáo này. Những người sống nghề bà cậu như anh Hiền không có giờ giấc đi làm cố định. Thay vào đó, thời gian sẽ phụ thuộc vào con nước lớn, ròng. Anh ơi, cái này là mình làm đem cái lưới này hôm nay theo của mình là đủ rồi ha anh. Cái này là mấy tay anh? Cái này hai tay. Hai tay. À, giờ mình đi luôn được chưa anh? À, giá vậy đúng không? À, đây. 8 giờ sáng, chúng tôi mới ra biển mưu sinh. Hôm nay, ngoài tôi theo học việc, còn có hai con trai của anh, đó là Kha và Thiện. Kính thưa bà con, như vậy thì bây giờ tôi sẽ cùng với gia đình anh Hiền ra bãi biển Trần Đề để chuẩn bị cho một ngày đẩy mông mưu sinh. Như bà con cũng có thể thấy rằng chúng tôi đã đem theo nước uống, nè, đem theo bánh, đem theo lưới. Tuy nhiên có một dụng cụ rất là quan trọng thì tôi lại không thấy anh Hiền đem theo. Đó chính là cái mông. Ủa anh Hiền ơi, cho em hỏi là cái mông của mình em không có thấy anh mang theo, như vậy thì sao mình đi được anh? Tại vì cái mông á, mình nó nặng quá, mình đem về nhà không được, cho nên mình để ngay cái bãi biển đó. Dạ. Rồi cho nên mình xách đồ đạc lưới này kia nọ xong rồi đi chỗ đó mình lấy cái mông rồi mình mới đi đập ở trên bùn được, không có đó đi không có nổi đâu biển. Dạ. Ủa, nhưng mà anh ơi, anh để cái mông ngoài biển vậy anh không có sợ bị mất hay là mình bị lẫn lộn với ai hả anh? Cũng như là mình để ngoài đó, ai cũng để đó, mấy người xuống biển đó như mình đó, để đó rồi của ai người đó đạp à. Chứ dạ, không có ai lấy của ai được đâu. À, tức là ai cũng để ở đó đúng không ạ? Ai cũng để ở đó hết. Dạ. Không có ai lấy của ai đâu. Dạ. Nhưng mà em thấy trời có vẻ âm u vậy, không biết là theo anh đoán là trời này có mưa không anh? Trời này chắc có gió, ở gần biển thì chắc không có mưa đâu. Dạ. Nếu tụi tôi đi biển mỗi năm là thấy có gió là thấy ít có mưa lắm. Dạ. Đó mà đi biển thì êm gió là thấy cũng sợ sợ mưa à. Dạ. Cái mông của mình anh để đây ha anh? Để đây nè. Dạ. Giờ anh em mình tháo xuống hả? Bãi biển cách nhà anh Hiền chừng 5 phút đi bộ. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi. À, rồi em thả ra luôn. Mông là một tấm ván mỏng được người dân dùng làm phương tiện di chuyển trên bùn lầy. Mông giúp họ di chuyển rất nhanh, nhẹ nhàng, ít tốn sức. Một chiếc mông đóng mới khoảng 300.000 đồng. Bây giờ mình có cái mông rồi thì anh em mình sẽ làm thế nào để đi được anh? Cũng như là cô không biết đạp thì cô ngồi trên đây rồi tôi dạ, chở tôi đẩy ra. Dạ. Ờ đập rồi nó không ngồi trên đây. Là đoạn này em sẽ ngồi đây trước. Đúng em không? Ngồi trên đây rồi bắt đầu anh chở. Ờ ngồi cho ngay giữa nghe. Không sao đâu, ngồi cho ngay giữa đó. Dạ. Rồi xong. Xin. Rồi bắt đầu đẩy gà nè. À Thiện đúng không anh Thiện? Đẩy gì mới gà nè. Dạ. Có nặng lắm không? Không nặng đâu. Dạ. Cũng vừa nhẹ. Dạ. Mình quen mà nhẹ. Dạ. Đó. Vào buổi sáng, bãi biển Trần Đề không có những bãi cát dài mà chỉ có bùn lầy nổi lên giữa nắng và gió. Thế nhưng, đây là thứ bùn lầy giàu cá tôm đã nuôi sống gia đình anh Hiền hơn 30 năm nay. Ủa, anh Hiền ơi, cho em hỏi là ở cái chỗ này là em có thể tập đẩy mông như mình được chưa anh? Được rồi đó, cỡ này đạp thử ai xuống, đạp thử ai được không? Dạ, được dạ anh xuống chỉ à. Em với nha. Rồi rồi, để cái đầu gối ở trên đó đó, kê trên như tôi vậy đó. Đó, đạp được vậy đó. Đó. Đạp được đó. Phải đạp như thế nào thì mới được anh?
cái này mình đạp rồi mình chỉnh cái giò của mình á, đừng cho nó bê một bên vậy đó. Dạ. Mình đạp một cái giò mình chỉnh nó, dạ, nó mới ngay. Dạ. Đó, thấy con nó đạp đó, cái giò nó chỉnh nó ngay chân nè, nó không có quẹo. Dạ. Như... chắc chưa quen nên em cứ thấy nó quẹo. Đúng rồi, đúng rồi đó, chưa quen là vậy đó. Dạ. Cũng như mình đạp nặng bên vậy đó, nó chưa quen là nó quẹo qua một bên không, thấy không? Tôi dạ, dùng đẩy cái đầu đừng cho nó qua. À, nếu mà cô đạp thì quẹo liền. Đó, thấy không? À. Đó, thấy không? Như anh Huyền như vậy là anh đã đẩy mông lâu chưa anh? Ở đây chắc có lẽ 30-40 năm, ba mấy năm rồi đó. Dạ. Đi mông không là 30 mấy năm rồi đó. 30 mấy năm. Ừ. Năm nay anh được nhiêu tuổi mà đi 30 mấy năm? 46 tuổi. Đi hồi 12 tuổi tới giờ á. Hồi chưa có vợ, hồi còn nít lắm. Dạ. Nhưng mà hồi xưa thì đi với ai? Thì đi với mấy người, người ta đi trong xóm người ta đi đó. Dạ. Rồi mình đi theo người ta. Đó, rồi sau này đi theo ông già đồ này kia nọ. Bãi bồi ven biển trải rộng, tựa như đường đua bất tận. Người đi mông cúi người về phía trước, một chân quỳ hoặc đứng lên mông, chân còn lại đạp xiết đẩy mông lao đi êm ru như một cua rơ chuyên nghiệp. Đó là với mọi người, còn với tôi thì khác. Nhưng mà em đi mới con khúc em thấy mệt quá. Vậy bình thường một ngày anh đẩy bao nhiêu? Một ngày không biết mấy trăm cái số mà nói đâu. Đi là 5 tiếng đạp tới vậy hoài nè. Dạ. Đạp cả 4 tiếng mấy, 5 tiếng đó. Dạ. Mình đạp ra ngoài khơi á. Dạ. Rồi mình bắt mới có cua, rồi bằng đêm bằng hôm. Tháng này không mấy giờ cực, bằng đêm á, tháng mưa á. Dạ. Đi bằng đêm đâu có thấy bãi đâu. Dạ. Đạp nhầm khi lạc tùm lum đường hết trơn. Mưa gió quá rồi đâu có đạp biết đường đâu. Dạ. Nguy đạp, hiểm không ạ? Theo hướng, theo nước. Cũng mình đi riết quen, còn mấy người không biết nó sợ lắm. Thưa bà con, khi mà tìm hiểu về nghề đẩy mông và trò chuyện với gia đình của anh Hiền qua điện thoại thì tôi đã nghĩ rằng cái nghề này nó sẽ rất là vất vả. Và khi mà tôi trực tiếp trải nghiệm công việc của gia đình anh Hiền thì thật sự là nó còn vất vả hơn rất là nhiều so với những gì mà tôi tưởng tượng. Ví dụ như cái động tác đẩy mông thôi, nhìn thì có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà khi mà trực tiếp đẩy mông thì thật sự rất rất là khó. Bởi vì mình phải điều khiển cái bánh lái này như thế nào để nó đi theo đúng hướng mà mình mong muốn. Và cái thứ hai nữa là tôi có cảm giác rằng khi mà mình đẩy mông á, thì cái chân của mình đã đẩy quá sâu xuống dưới bùn. Điều đó làm cho thứ nhất là tôi không đi được xa, và cái thứ hai đó là thật sự rằng nó rất là mệt. Giăng lưới ở đây đi, mình di chuyển chừng 10 phút, chúng tôi đã đến được nơi thả lưới. Lúc này, những chiếc mông sẽ được dẹp qua một bên, và chúng tôi sẽ phải lội dưới lớp bùn cao đến đầu gối. Thấy không? Đi không quen nặng. Anh ơi, cái này giăng lưới có cần phải có kỹ thuật gì không anh? Em làm có chứ, mà em giăng em phải ấy cho nó ra từ từ vậy nè, đừng cho nó gối á. Nó gối cái mình mệt lắm á. Dạ, tức là phải... Nè, em cầm như cái vậy nè. Qua bên này đúng không? Nè, bây giờ anh cầm cái cây cho, bên đây. Đó. Đó, rồi em cầm một tay bên kia. Đó, thả từ từ, rồi em cứ đi đi. Đó, nè, thả từ từ đi. Em lội qua, rồi em thả từ từ đi vậy đó. Đừng cho nó vuột cái tay bên đó nghe. Cái tay bên đây mà vuột là nó gối lắm. Còn đi lội vậy nữa đó, đi lội tối ngày vậy đó, cả 4-5 tiếng đi phải lội làm vậy đó. Ừ, đi tới chừng nào thẳng lưới mình ha, mới thả tiếp. Thả xong tay lưới, chúng tôi phải chờ 10 phút nữa thì sẽ bắt đầu đuổi cá. Anh dùng sửa mấy cái gối này cho. Anh ơi, như vậy là bây giờ khi mà mình đuổi là mình sẽ đi bằng mông hay là mình đi lội xịt? Cũng như là đi lội không có nổi đâu, mình đạp mông mình đuổi cho nó lùa cho nó xuống tới lưới là nó dính nè. Dạ. Đó. Bây giờ có bốn sao. Tức là ngày nào anh và
con á, thì đều phải đi làm như vậy hay sao anh? Cũng ngày nào cũng đi làm, nếu mà làm bây giờ nó không có nhiêu thì người ta mướn cái công việc trên thì mình làm cái công việc trên, chừng nào người rảnh thì người ta không có mướn nữa thì mình xuống làm. Nếu mà được cá nhiều quá thì mình gọng nước á, trong thùng này nè, để nước vô mình gọng nó, chừng nào nước lớn rồi mình mới về luôn. Chứ mà mình xuống quánh về mau quá thì nó không có cá. Không có tiền đúng không? Không có tiền, cũng như cá bây giờ cá mót không à. Chứ hồi xưa thì nghe ông bà gia truyền nói là cá nhiều làm cái gì cũng có nhiều, bây giờ thì đi mót mót vậy đó. Tức là hồi xưa là sống khỏe hơn. Hồi xưa này cá tôm này nhiều sống khỏe, bây giờ này vất vả này đi chờ một ngày được 2-3 ký rồi mừng chết luôn. Mọi người tranh thủ thả thêm một tay lưới nữa. Thiện, con trai út của anh Hiền, năm nay mới 13 tuổi và đang học lớp 7. Thiện nhỏ nhắn hơn nhiều so với tuổi của mình, nhưng đã quen tay, quen việc như người lớn. 3 tháng hè, hay những ngày được nghỉ học, Thiện rất thích theo cha và anh ra biển bắt cá, mò cua. Cây nè, cây cha ấy rồi nè, đúng rồi nè, bẻ rồi Như cô đi từ sáng giờ, đi mới có khoảng tầm 2 tiếng hồ là cô thấy mệt lắm rồi. Như con còn nhỏ hơn cô nữa, con đi vậy con có thấy cực không? con cực thấy vui. Nhà con khổ, con khoái, con gắng đi làm để phụ mẹ con. Rồi đi theo vậy, mỗi lần phụ ba vậy á, thì về ba có cho tiền không? Dạ con, ba con cũng cho mà con cấp để cho mẹ con. Có dịp mua tập mua gì mẹ con mua cho. Rồi sao mà con học hành được? Giờ bài vở đâu sao con theo kịp? Bài vở thì con ngại đi dắt sáng là con học bài tối xong cho thuộc rồi. Sáng con đi với cha con. Nhưng mà đi nắng gì có sợ đen không? Dạ không. Sao vậy? Tại vì con đen sẵn con không có sợ gì hết. Đen rồi giờ không sợ nữa hả? Không. Rồi có khi nào xin đi mà báo cho đi không? Có lần ba hồi kia hồi năm ngoái con xin đi mà ba con không cho, con ở nhà con khóc mà. Sao không khóc? Tại vì con không được đi. Rồi mai mốt có tính theo ba này làm luôn hay học xong rồi đi học nghề? Theo ba đi làm. Không, theo ba đi làm luôn. Dạ. Gia đình khó khăn, lại là con trai lớn trong nhà. Từ năm 17 tuổi, Kha tự nguyện nghỉ học để phụ cha ra biển mưu sinh. Đó cũng khó lắm, khi mình thấy cha mình làm vất vả rồi tiền thì lo cho mình ăn học, cứ lo cho mình học, mà gia đình em út thì nó thiếu thốn nhiều quá, nên thành ra em phải suy nghĩ quyết định, tuy rằng yêu học thiệt nhưng mà phải quyết định nghỉ học để mình đi theo tiếp ba mình, phần nào đỡ phần đó chứ nhỉ. Tức là thứ nhất là mình cây côn kia rồi đạp côn đạp côn rồi bỏ tay đó. Chi phí ăn học của em nữa hả? Dạ. Lúc đó là ba có yêu cầu không hay là tự em là người đưa ra quyết định? Chuyện em nghỉ học thì càng bắt đừng, tại vì ba mẹ cũng ngăn cản dữ lắm, thấy mình ham học mà mình muốn nghỉ học vậy thì trong nhà ai người nào cũng nên, nhất là ba với mẹ ai cũng ngăn cản hết, nhưng mà muốn học tới thì mình nhìn hoàn cảnh gia đình mình học tới không nổi chứ. Bây giờ thì em có hy vọng là mình sẽ có một cái nghề hoặc là một cái công ăn việc làm gì đó rồi theo ổn định hơn, mà có thể là theo cảm nhận của chị đi thì nó sẽ đỡ vất vả hơn so với nghề này. Nếu thế không nhầm thì mỗi năm thì cũng phải chiếc ghe này. Người nông dân cho nên mình cứ phải cố gắng. Anh cứ ấy là nhìn cái như vậy là từ sau Tết đến nay cái nghề thu nhập có được cái thực hiện đó, cái thực hiện không giờ thực được, chắc là mình ước mơ của chị hỏi em mới nói chứ. Còn nghề thứ hai, nghề gì? Trên bờ là em được. Chú Thống đã cày được hơn 40 mẫu ruộng. Chiếc ghe 30 triệu đồng không chỉ là ước mơ của riêng Kha mà của cả gia đình này. Và chính họ cũng không biết mình, tại vì là đấy là tiền. Giờ đây, mong mỏi duy nhất của họ là mỗi ngày ra biển. Đây chính là ốc xà cừ mà người dân Lý Sơn vẫn quen gọi là ốc ánh trăng.
cũng là của cả vợ. Anh Hiền ơi, như vậy thì bây giờ anh em mình còn có thể đặt được chăm sóc nữa là mình không nhớ nổi. Hiện tại nước lớn cũng còn khá nhiều, nhưng mà đối với dạ. Ủa anh ơi, nhưng mà từ sáng đến giờ mình như đây thì mình anh độ được coi là anh em mình bắt được cỡ bao nhiêu ký? Cái này chừng ký mấy, nếu mà bán có 30-40 ngàn mà làm nhầm bữa có nhầm bữa không vậy đó. Dạ. Là nghề của bà cậu này nó không có biết được. Mình gán cỡ nào gán, nhầm bữa quánh chỗ, nhầm chỗ cái nó có, nhầm cổ chỗ. Lúc này, những người phụ nữ khác cũng bắt đầu công việc của mình. Giờ thì chúng tôi không thể thả lưới được nữa, bởi vì như anh Hiền nói là nước đã lớn rồi và bây giờ chúng tôi sẽ phải về. Mà hiện tại thì giá bán từ 35 đến 40 ngàn đồng một ký, tức là từ sáng đến giờ 4 người chúng tôi. Đó cũng có thể thấy rằng sống bằng nghề bà cậu không hề đơn giản một chút nào. Thật sự rất là khó khăn khi kiếm từng đồng tiền như thế. Đứng trước sự rộng lớn của biển cả, lắng nghe. Khi chúng tôi về đến nhà, đã là 12 giờ trưa. Của vô vàn những con sóng đang vỗ bờ. Tôi tự hỏi rằng những con người đang vẫn còn ê ẩm vì quỳ trên mông. Chân còn lại mỏi như vì phải đạp bì bõm dưới lớp sình dày đặc. Những nông dân thời nay đã bắt đầu biết vận dụng công nghệ thông tin vào nông nghiệp. Lúc này, chị Loan, vợ anh Hiền đang dọn dẹp lại quán tạp hóa của mình. Cùng mình với những con sóng kia, liệu có phải chỉ đơn thuần là công việc hay ẩn sau bên chị? Anh chị có 4 người con, 2 người đã sống riêng. Khi nhắc về việc thích theo cha đi biển, câu chuyện những nỗi niềm của đời sống mưu sinh. Là mẹ con đi phụ cha, rồi mình nói trời phụ cha có chút xíu. Dưới mặt biển xanh trong, lòng đại dương sẽ ban tặng cho con người những món quà gì? Đổi lại, không chỉ lo cho con đi học, đi ăn học, cho được lớp cao cao đồ chút. Thương á, tội nghiệp lắm. Dầu nhớt, bảo dưỡng trục máy hoặc tự khắc phục những trục trặc nhỏ của máy cày. Nhưng mà không cho nó đi mà nó cũng đòi đi hoài à. Thấy tội nghiệp lắm. Mình có nhằn mà còn có cả sự đánh đổi. Hiện tại á, sau này cho nó khỏe bản thân nó rồi mình cũng được nhờ được sau này vậy đó. Đứa con gái thì tính cho nó năm nay nó nghỉ học đó. Sợ lo. Cô Bảy ơi, thế bây giờ ở đây là có dăm. Mà nó không chịu nghỉ, giờ nó nói nó gắng đi học. Rồi mình nói thôi giờ thì tới đâu thì hay tới đó. Bây giờ cũng này được anh Nguyễn Công Hoạt, con trai của chú Thống, tự tìm hiểu trên mạng internet. Còn có tiếp tục. Căn nhà này anh vừa sửa sang một năm trước nhờ vào khoản tiền may. Cái nào thì hái được cô? Đây, bữa nay ăn được nè. Đợt trước mình may mình trúng được vé số á. Rồi cái cũng sửa sang được nhà cửa á. Hiện giờ anh còn chơi để đây. Rất gần bỏ đuối đây. Kiến thất quá không có tiền chơi. Mấy cái tháng 4, tháng 5 đồ làm lâu lâu có tiền mình nhích một vé. Bây giờ biển thất quá làm ngày vài chục ngàn mua cái tiết tiền uổng. Dạ. Đó. Lo lốt con đi học lo tùm lum tùm la rồi mình mót mót được cái tiền đó đặng mình mua cái mình uổng. Vậy thôi. Mỗi ngày chỉ kiếm được từ 30 đến 40 ngàn đồng. May mắn lắm thì được 100 ngàn đồng. Do đó, một tờ vé số 10.000 đồng cũng là thú vui xa xỉ. Gần một tháng nay, anh Hiền tính đến việc lên Bình Dương để đi làm công nhân. Cũng như đi người ta mướn cái gì mình làm cái nấy luôn.
vậy đó, mình không có từng đi nữa. Dạ. Nhưng mà nói người ta nói đi làm hồ thì làm cái gì cũng làm vậy đó. Chứ mà thấy sống ở đây càng ngày càng vất vả, biển mà làm vất vả quá trời. Y cũng đòi đi Bình Dương mà mình nghĩ y cũng lớn tuổi rồi, rồi đi Bình Dương không biết có ai mướn không, rồi đi không biết có thu nhập được cái gì không. Đây là tổ ấm của vợ chồng Kha. Đơn sơ nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Hơn một tháng trước, nhà Kha bị sét đánh, toàn bộ đồ điện đều bị cháy. Chiếc tivi này giờ chỉ để trưng cho vui vì đã hư mà hai vợ chồng lại không có tiền mua mới. Linh bị suy tim, không thể làm được việc nặng, chỉ có thể ở nhà nuôi con. Lo dữ lắm, lớp nào không yên à, chồng em đi biển một mình này cái nọ, rồi không biết có sao không, rồi mưa gió này cái cây cối gì nó lớn sợ này kia nọ, em cũng lo, rất là lo luôn. Nhưng mà không biết làm sao, và gia đình vậy đó, chồng em đi mần có mình à. Dạ thì đi đêm hôm vậy, nhằm khi có người rủ đi rồi em đỡ lo chút, nhằm khi không có ai đi á, đi mình kiếm tiền vậy á, cũng lo. Buổi chiều sau khi đi biển về, nếu không có ai thuê mướn làm thêm việc gì, Kha sẽ tranh thủ sửa chữa vài thứ đồ điện tử lặt vặt trong nhà hoặc sử dụng cho hàng xóm láng giềng. Một phần để kiếm thêm chút thu nhập, nhưng quan trọng hơn là để tích lũy thêm kinh nghiệm cho nghề sửa chữa điện tử sau này. Cái điều em muốn nhất á, hiện tại bây giờ là em muốn một ít tiền để em học thêm cái nghề em sửa điện nè. Học thêm một khoản nữa để em hiểu biết nhiều hơn, và với một số tiền nhỏ nhỏ nữa mua thêm ít dụng cụ nó được tiên tiến hơn, được mình dễ hơn. Nào em đi làm không được rồi, em cũng muốn ở nhà nuôi con rồi gia đình, rồi muốn chăn nuôi chút đỉnh, rồi phụ chồng em, lo cho giúp chồng em vậy đó. Chặng đường của đôi vợ chồng trẻ sẽ còn lắm gian nan. Tuy nhiên, tôi tin rằng bằng tình cảm vợ chồng, sức trẻ và sự chịu thương chịu khó sẽ giúp ước mơ giản dị của họ được thực hiện hóa trong một ngày không xa. Có một điều mà bất kỳ vùng đất nào ở miền Tây mà tôi được dịp ghé thăm cũng cảm nhận được, đó chính là lòng hiếu khách của bà. Những con cá bóng sao bắt được hồi sáng, mọi người đã đem đi làm cơm, đãi ekip chương trình. Ngoại ơi, cho con hỏi là ở nhà mình đó ngoại, như cá bóng sao như vậy nè, thì ngoại hay làm gì ăn? Kho xả ớt, không thôi kho tiêu, rồi cũng ngon lắm. Nấu canh chua. Ủa vậy hôm nay bây giờ mớ cá này ngoại làm á, là ngoại tính đãi con món gì? Giờ cá kho xả đi, chứ bây giờ chiều tối rồi không họ đi mua đồ không có, nấu canh chua thành ra kho xả ớt đi. Nói chung là hôm nay ngoại trổ tài nấu đúng không? Được, lâu lâu có lần mà. Dạ. Lâu lâu với con từ xa về. Đúng rồi. Ngày hôm qua thì tôi đã thử công việc đẩy mông để đi bắt cá bóng sao cùng với gia đình anh Hiền. Công việc thì phải nói là thật sự rất là vất vả. Tuy nhiên hôm nay thì tôi vẫn muốn thử một lần nữa để hiểu rõ hơn công việc của mọi người dân địa phương. Tuy nhiên ngày hôm nay thì có một chủ vuông tôm đã thuê anh Hiền để đi làm công nhật. Do đó ngày hôm nay tôi sẽ cùng với Kha, con trai của anh Hiền, thử một lần nữa công việc đẩy mông đi bắt cá như thế nào. Ủa vậy sáng giờ giăng được nhiều chưa em? Dạ vừa, thì sáng giờ vừa nước gồng, tại em vừa xuống lấy lưới xuống giăng.
Dạ. Tức là tay này là tay đầu tiên của mình đúng không? Tay đầu tiên là tay em mới văng vừa nước vừa gồng. Vợ Kha sức khỏe yếu, không thể ra biển phụ chồng. Mọi sinh hoạt trong gia đình bốn người hoàn toàn phụ thuộc vào Kha. Cỡ chừng tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7. Mấy cái tháng đó thì mỗi ngày mình đi bắt đỡ hơn. Nó... Dạ. Tức là những thời... tháng đó là mình vẫn đi bắt cá bóng sao hay là em bắt cái con nào khác? Tháng đó còn bóng sao, rồi cua, rồi cá ngát, cá đuối rồi nhiều thứ hơn tháng này. Còn tháng này chủ yếu mình không xuống được dưới sâu, mình bắt được mấy con cua, con cá đó. Thì thành ra mình cứ quýnh cá bóng sao này nhiều hơn. Tức là mấy con dạng như là cua, rồi cá ngát, đồ này nọ thì sẽ bán được nhiều tiền hơn mà. Dạ. Nhưng mà bắt thì có cực hơn không? Hay là cũng vậy à? Nhưng cái nghề biển thì chế nhìn thấy chỉ biết mà. Cái làm cái gì nó cũng mệt hết. Làm cái gì nó cũng mệt hết. Không có cái nào mà nói là mình hơi khỏe chút nào hết. Cái nào nó cũng như cái này, cái nào nó cũng mệt hết. Ở Trần Đề có rất nhiều gia đình dựa vào biển cả để mưu sinh. Ông Thạch Cương là một trong số đó. Tuy nhiên, thay vì dùng, ông lại đi thục. Tôi những kinh nghiệm để dùng tay thọc sâu xuống bùn để tóm gọn từng con. Cái giờ chú. Nãy giờ bắt được nhiều không chú? Được mấy con á. Mà sao chú đi thục chi cho cực vậy? Sao chú không mua lưới giăng như là con thấy ta giăng lưới cũng được mà. Mày giăng lưới ta không mua. Giăng lưới thì lái nó không mua. Không mua nó cá nó chết á. Dạ. À, tức là giăng lưới thì lái sẽ làm cho cá chết cho nên là người ta thương lái nó không mua, mình bán không có tiền. Dạ. Nhưng mà thì bây giờ trước hết là sau cái nhầm chỗ. Sau đó là mình thu gom. Những người đầu tiên mưu sinh trên bãi biển Trần Đề này không chỉ truyền lại cho con cháu một kế sinh nhai mà còn gửi lại cả những nét đẹp trong văn hóa ứng xử với thiên nhiên và con người. Ủa, sao cá mà gỡ xong thì lại bỏ đi em? Không, cá đó tại vì nó nhỏ quá, mình không có bắt nó, mình thả lại cho nó sống tiếp để nó lớn mình bắt nó chứ. Tức là không có tận diệt đúng không? Dạ. Con nào mà đạo đức nghề nghiệp hả? Tại mình thấy nó nhỏ quá, mình không bắt nó. Một hành động nhỏ, nhưng đó là lời cảm ơn những người dân xứ này dành cho biển cả đã nuôi sống mình, đã cho con cái họ được đến trường. Còn nước lớn, biển Trần Đề mênh mông bất tận. Đến khi nước ròng, lại lộ ra lớp bùn lầy giàu cá tôm. Tôi cũng không biết liệu rằng anh Hiền có còn giữ ý định lên Bình Dương làm công nhân hay không. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, anh sẽ vẫn gắn bó với chiếc mông, vẫn hy vọng bắt được nhiều tôm cá tươi sáng hơn cho những đứa con của mình. Cùng thì tôi...